Không có em nào mà dưới 130, 140 á. Có những em á là lên đến 160, 170 trang. Đầy đủ tất cả các bản mat option. Giống như là 13 inch ha, M2 thì em Cường cũng có mat option ở đây nè. M2 RAM 24 là maximum của dòng 13 inch rồi nha. Ổ cứng T hoặc là 2T. Hoặc là anh chị lấy M2 mat nè, RAM 64GB, ổ cứng T 14 inch luôn. 16 inch em cũng có. 16 inch thì em có M1 mat, M2 mat, M3 mat luôn. Đây. Đó, không thiếu cái gì cả. Dùng rồi đẹp như mới ha. Không tì vết như vậy nè. Đó cho anh chị xem đi. Không tì vết giống như một cái máy bóc hộp vậy đó. Thì em nói với anh chị là hầu như không có một cái shop nào mà đầy đủ cấu hình như em Cường đâu. Đó, này là em Cường không phải là mình nổ nha, mà mình phải nói là khẳng định luôn. Anh chị nghĩ mấy con mắt option này mà máy dùng rồi anh chị tự dễ kiếm đó trên thị trường lắm hả? Cực kỳ là khó kiếm. Tại vì khi mà mấy em này ra mắt á, không có em nào mà dưới 130, 140 á. Có những em á là lên đến 160, 170 chai luôn anh chị. Đây, M2 mat nè. Mà bây giờ nó chỉ còn có nửa giá thôi. Đây, M2 mat 96-8T nè. Thì cái con này anh chị biết lúc trước khách mua là gần 170 củ nha. 170 củ đó mà bây giờ nè, nó chỉ còn có loanh quanh 80 củ à. Anh chị thấy không? Nó rẻ hơn một nửa chứ không phải một nửa nữa. Rồi á, MacBook Air M2 15 inch, RAM 24GB, ổ cứng 1T, 2T anh chị. Kiếm ở đâu ra rất là khó kiếm. Ngoài ra em Cường còn có hàng new siêu mà M1 mat, mat option nữa anh chị. Đây, 64 ổ cứng 1T, 14 inch và 16 inch. Có luôn. Không thiếu cái gì. Riêng mat option là anh chị phải gặp em Cường.